Chương trình Sống đời toàn diện và truy sĩ Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình do Hội Thượng Bí Phụng Sự chủ trương với sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường. Trong lần trước, khi mà chúng ta được nói chuyện với Thầy cũng như là Stephen Phan, thì chúng ta có nói về cái cách thế nào để mà sống cho đời sống cân bằng, thế nào để mà mình có một cái đời sống toàn diện, và nhất là cho những người trẻ, những người mà lớn lên ở Mỹ, chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa Việt-Mỹ và sống cái đời sống rất là bận rộn. Thì hôm nay trở lại với chương trình hôm nay là anh Trâm xin được giới thiệu với quý vị Chí Tân là một người trẻ, là Chí Tân là một người đệ tử trong Hội Từ Bi Phụng Sự của Thầy Hằng Trường. Và lý do tại sao Chí Tân hôm nay là bởi vì Chí Tân là huấn luyện viên về môn thể dục càn khôn tập linh được học của Thầy. Và hôm nay Chí Tân cũng như là với Stephen Phan là hai người khách của chương trình sẽ cùng nhau bàn thảo về một cái vấn đề rất là quan trọng trong đời sống để chúng ta đạt được cái sự thân bằng, đó là làm sao mà để cho chúng ta được sống khỏe, làm sao để chúng ta tránh được những cái căng thẳng của đời sống trong cái thời đại mà chúng ta lúc nào cũng có phone để mà người boss của mình phải gọi tới mình, có text, có Facebook, có đủ thứ hết, mình không có thời gian để mà thở nữa, thì làm thế nào để mình có thể được có được cái đời sống cân bằng. Thành ra anh Trâm xin được anh hạnh thưa quý vị một lần nữa là Trí Tân. Chí Tân thì thưa quý vị, Chí Tân lớn lên ở Pháp, đẻ ở Pháp, lớn lên ở Pháp, rồi qua Mỹ học một thời gian trung học, rồi lại trở về Pháp, rồi học đại học, rồi là ra trường làm việc. Bây giờ Chí Tân đang là kỹ sư về software ở bên Pháp. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì Chí Tân đã đi trở lại Hội Thượng Bí Phụng Sự và học theo thầy và học cái môn tập thể dục gọi là môn càn khôn tập linh. Để rồi sau đó Chí Tân bây giờ là đang là huấn luyện viên và đang phụ trách cái chương trình là dạy tập thể dục cho các người ở địa phương. Chí Tân học như thế nào và chương trình càn khôn tập linh như thế nào thì anh Trâm sẽ mời quý vị theo dõi. Và bây giờ trở lại với Steven. Khi mà nói về thể dục, exercise thì cái gì làm cho Steven nghĩ là nghĩ cái gì? Steven có làm không? Có tập thể dục không đã? Dạ thưa có ạ, nhưng mà trước khi em trả lời câu hỏi thì em cũng xin gửi lời chào đến chị Anh Trâm cũng như anh Chí Tân và cùng toàn thể quý khán thính giả đang xem chương trình Sống đời toàn diện. Dạ. Cảm Thì ơn quý vị. câu hỏi của chị giúp em nhớ lại là thường thường lúc mà em rảnh đó em hay đi tập thể dục như là tập tạ, đi bơi lội hay là đi đánh thể thao, đánh tennis. Thì những cái đó là những cái thể dục bình thường mà em hay tập. Thầy thấy khỏe không? Dạ, thì mỗi lần mà mình đi thì mình về mình thấy rất là thoải mái và yêu đời. Một tuần lễ em làm được bao nhiêu? Em rất là không có ổn định. Có lúc em làm 2-3 lần một tuần, có lúc em không làm lần nào hết. Dạ. Ok. Và bây giờ đến phần Chi Tân thì Chi Tân giới thiệu về càn khôn tập linh cũng như là những cái môn thể dục mà em đang thực tập hàng ngày. Thank you chị. Thì nghe anh Steven nói thì hồi xưa mình cũng tập thể dục cũng nhiều. Hồi Dạ. xưa thì mình làm martial art, làm võ công, mình làm karate, kempo, rồi shaolin. Thì mỗi ngày mình tập khoảng 2 tiếng đồng hồ, cũng rất là nhiều. Nhiều quá. Nhiều nhiều lắm. Thì một là thì mình thích tập. Rồi hai nữa thì mình cần cần thì mình cần de-stress. Thì hồi xưa mình đi học rồi mình có exam rồi, thành ra mình thấy Cho nó bớt căng thẳng đó phải không? bớt căng thẳng. Đó là một. Rồi hai nữa rồi là mình thấy rất là khỏe, thoải mái. Rồi sau đó thì khi nào mình học càn khôn tập linh, cái môn càn khôn tập linh thì mình thấy nó còn hay hơn. Hay hơn sau thì nó dễ. Là một. Rồi hai nữa thì mình tập nửa tiếng thôi á thì đổ mồ hôi nhiều hơn 2 tiếng võ công. Wow, nghe hấp dẫn. Sao anh thấy sao có nên học Dạ không? nghe hay quá anh, nhưng mà cho em hỏi cái chữ càn khôn tập linh anh là nó đến từ đâu và nó có vẻ giống như là của Tàu phải không chị? Em có thể giải thích thêm một Dạ, xíu không? đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi, thì càn khôn tập linh thì nó original của nó là bên Tàu. Thì đúng ra mỗi cái thế của nó là original của nó là nó từ cái môn của Tai Chi và khí công của bên Taoist đạo giáo. Đó thì nó có nhiều cái thế lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Thì nó specialize về mấy cái organs cho mấy cái cơ phần của mình nó khỏe lại. Thì sau đó thầy Hằng Trường á, thì thầy lặp lại thì modify cho nó dễ hơn chút. Cho nên nó more adapt to the adapt cho mấy cái thời gian này. Thành ra thầy làm á Thế là thầy hiện đại hóa nó đó, để cho nó cho chúng ta dễ tập hơn phải không?
Thì như vậy là tổng cộng có bao nhiêu thế và nó như thế nào anh? Dạ, thì càng không thập linh, nó thập đúng ra là cái số thập tức là 10. Đó. Rồi linh nó tức là linh là linh linh thiêng. Linh thiêng. Linh thiêng tức là mỗi cái thế nó có cái chuyện linh của nó. Đó là như vậy. Rồi càng với khôm á là càng á tức là trời, rồi khôm là đất. Thì đúng ra cái ý nghĩa của nó là mình tất cả 10 cái thế là nó respect, nó respect tiếng Việt là sao? Chú trọng. Chú trọng. Chú trọng. Nó respect với cái mặt trời với đất như vậy. Chứ mình không phải là ngoài đó. Đó, tất cả chuyện gì mình làm đó là với cái càng ý khôn. À, nó nằm trong với, cái vũ trụ. Vũ trụ. Đúng không? Dạ. Tất nhiên là coi như em nói là mình có 10 thế. Thì hai thế, thì thế đầu là càn, và thế cuối là khôn. Và ở giữa là 8 thế. Dạ. Và 8 thế là 8 con linh vật. Dạ. Phải không? Thì 8 con linh vật đó đại khái là cái gì? Thì như là con cốc. Rồi sau con trâu, rồi con hạc, rồi con rồng, con phượng, rồi con tiger là nói sao? Con cọp. Con cọp, rồi con cọp, con bướm. Con bướm là sao đó? Con rùa. Con rùa. 8 con. Như vậy mà mình tập cái đó xong, cái là mình có thể bắt chước 8 con vật đó đi đứng kiểu nào cũng giống nó. Có được. Em mong mất mình đi giống như tự nhiên giống như con gì, con rùa hay là con hổ, con cọp trước người ta chạy hết. Nghe anh nói cái bài hấp dẫn quá. Thì như vậy cái môn đó có khó không anh, hay là mình phải như là có cái foundation, có cái khả năng mới tập được, hay là ai cũng có thể tập được? Mình có thể nói là rất là dễ, mình cũng có thể nói là rất là khó. Nó có nhiều cái level, tức là nó có nhiều cái level nhiều cái cấp lớp. Thì mình mới vô mình thấy nó rất là dễ, mà mình càng học á mình thấy nó càng khó. Thì nó có nhiều cái mấy cái detail, nó cái rất là chi tiết. Dạ, chi tiết là như vậy. Em cứ nói tự nhiên, chỗ nào mà có tiếng Anh cứ nói tiếng Anh rồi chị dịch tiếng Việt. Tại vì thưa quý vị tha thứ là vì chị Tân lớn lên ở bên Pháp, chị Tân nói được tiếng Pháp, tiếng Anh rất là nhuyễn, và thêm tiếng Tàu nữa, nhưng mà tiếng Việt thì đừng xài. Nói tiếng Pháp được không? Tiếng Pháp thì chứ không ai hiểu, chị không hiểu luôn. Thì bây giờ trở lại cái càn khôn tập linh, thì như chị giới thiệu hồi nãy đó, là làm thế nào để mà như một người như Steven có thể học được và có thể sử dụng được, có thể tập được trong lúc mà đang làm việc. Tại vì đâu có bao giờ mình có thời giờ, như Steven nói, đâu có thời giờ mà đi ra ngoài đánh banh, đi ra ngoài đánh tennis đâu. Thời giờ ngay tại bàn, mình ngồi ngay tại bàn, thì làm có dễ để mà mình tập những cái đó hay không? Hay mình có thể sử dụng được một vài thế hay không? Hồi xưa thì chỉ cần lúc mà đi làm á, thì cũng tập regularly, cũng tập đều đặn. Mà mình không có tập 10 thế, không cần nữa, chỉ tập một thế thôi, mà cũng không cần nguyên cái thế của nó. Đó, mình có thể, nếu mình không có được đi đâu á, thì mình đứng ngồi cũng được. Thì chỉ cần thì rất là lucky là có thể đứng lên rồi đi cái room mà nó cái open space mà nó cho mình uống cà phê hoặc là ăn hoặc là nói chuyện, thì lúc đó thì mình tập một cái thế đó. Thì thật ra ba cái thế đầu á là dễ nhất, mà nó giúp mình nhiều nhất trong cái cuộc đời của mình. Tại sao nó giúp cuộc đời của mình? Thì cái đó là mình vô trong cái ý nghĩa rồi. Vô trong cái ý nghĩa, thì trong cái càng không cái môn này á, càng không tập linh á, thì nó không phải là tập thể thao thôi. Mỗi cái thế nó có cái ý nghĩa của nó, mà là một cái động tác thì nó có ý nghĩa. Thì thật ra cái càng không tập linh hay của nó là nó có cái thân thể ngôn ngữ, body language. Thật ra mình làm á, mình không biết, nhưng mà mình đang express something. Thì khi nào mình học thêm cái ý nghĩa thì mình càng chú ý hơn, mình để vô cái tâm của mình nó vô sâu hơn. Thì thời gian như tập như vậy, người như Steven bây giờ muốn học thì để mà học lớp mà rất là căn bản á thì bao lâu? Căn bản chứ hả? Bao lâu hả? Có thể tập được. 3 tháng actually một bữa là xong rồi, đủ rồi. Một bữa thôi. Yeah, of course. Wow. Tức là một bữa mà nếu mình chú trọng về cái thí dụ distress, right? Something for working. Just một bữa mình cho một cái lesson what you need to apply, what how to do it. Vậy thì lát cái phần sau mình sẽ có cái phần mời các bạn, các khán thính giả và mời Steven tập chúng mình, phải không? Yeah. Em sẽ giới thiệu cái một hai cái thế để mà de-stress, tức là để mà mình bớt căng thẳng. Sure, why not? Cho em hỏi, giống như mình thấy cái chương trình mà tập thể dục về càn khôn tập linh đó, nó có khác biệt giữa những chương trình khác như là yoga hay là những chương trình bây giờ nó đang thịnh hành không ạ? Có gì khác biệt? Nó khác nhưng mà nó cũng không khác lắm. Thì đúng ra càng không tập linh tiếng Anh đó, mình dịch là ra bằng Integral Tai Chi.
Tai Chi tức là cái original của nó. Integral đúng là integral tức là mình tổng hợp. Tổng hợp cái gì mình tổng hợp cái môn Tai Chi, mình tổng hợp cái môn khí công, mình cũng tổng hợp cái môn yoga actually. Thành ra trong cái càng hộp nó cũng có cái yoga ở trong. Thì cái phần yoga nhiều nhất mà mình sử dụng là cái hơi thở yoga. Hơi thở yoga tức là hơi thở cái abdominal breathing, thở bụng. Đó là cái integration là mình đem. Như vậy ngoài cái vấn đề mà nó benefit cho cái sức khỏe của mình, nó còn benefit những cái gì khác nữa không? Ví dụ là tinh thần hay là ý chí hay là tâm linh của mình nó có benefit không? Có benefit, có benefit. Thì nó link với cái thân thể ngôn ngữ của mình á. Khi nào mình làm á, tự nhiên á, thì mình không biết là sao nó có cái sự thay đổi. Thí dụ á, cái thế thứ nhất á, còn cái con thứ nhất á, là con cóc. Con cóc á, thì tức là cái bắt đầu thường á, cái bắt đầu tức là cái chỗ mà mình rất là buồn, thí dụ nó rất là buồn mà con cóc nhảy, cái hình ảnh của con cóc là nhảy, mà nhảy từ đâu? Nhảy từ cái bottom of the well, đại diện thì nó chỗ mà rất là âm, rất là đen thôi. Thì khi nào mình nhảy lên á, tự nhiên mình cảm giác rất là thoải mái. Nhảy tức là nhảy ra khỏi cái giếng đó. Thì nó có cái hình ảnh của cái con cóc ra khỏi đại diện. Thành ra khi nào mình buồn hoặc là energy của mình á, nó rất là low energy, mình không có sức để làm việc á, mình làm cung cấp, tự nhiên mình cảm giác wow, I can do it. Đó là như vậy. Đó, con trâu á rất là hay. Con trâu á thì khi nào mình cảm giác mình bị kẹt á, hoặc là mình bị emotional á, mình có bị tình cảm gì á, mà nó hơi tắc nghẽn thì tự nhiên mình làm con trâu á, thì tự nhiên mình có thể buông xả được. Hay quá. Xin trí tâm ngừng một chút xíu. Kính thưa quý vị đừng rời chương trình Sống Được Toàn Diện, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị.